cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử ông Đoàn Ngọc Hải. Ông Đoàn Ngọc Hải sinh vào ngày 10 tháng 10 năm 1969, nguyên phó tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trước đó thì ông Hải đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong bộ máy chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã nổi tiếng vì đã xung phong liên tục xuống đường để trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giành lại vỉa hè trên địa bàn quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Sau này thì chiến dịch đã lan tỏa ra các thành phố lớn khác tại Việt Nam. Ngày 8 tháng 1 năm 2018, thừa nhận chiến dịch giành lại vỉa hè thất bại thì ông đã đệ đơn từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 vì đã không thực hiện được lời hứa trước nhân dân. Sau đó thì quận nhất đã điều động ông tới làm công việc khác nhưng ông đã không nhận và xin về hưu. Ông quê quán tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hiện nay thì ông cư trú tại phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Về học vấn thì ông Hải đã cùng lúc sở hữu 3 bằng cử nhân đại học, kinh tế, luật học và xã hội học. Về quá trình công tác, theo đó thì từ tháng 5 năm 1994 đến tháng 2 năm 2008, ông làm việc tại Chi cục Thuế quận Nhất và giữ các chức vụ chuyên viên, đội phó, đội trưởng, đội thu lệ phí trước bạ, đội trưởng, đội thuế liên phường, cô Giang, cầu kho, cầu ông Lãnh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 2000. Tháng 6 năm 2000 thì ông xin chuyển công tác về quận ủy quận Nhất làm nhân viên ủy ban kiểm tra quận ủy. Tháng 9 năm 2001, do không phù hợp với công việc của cơ quan đảng theo nguyện vọng nên đã được trả về lại Chi cục Thuế quận Nhất. Tháng 3 năm 2008 thì ông xin chuyển công tác về Ủy ban Nhân dân quận Nhất. Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 10 năm 2008, ông là Phó trưởng phòng Kinh tế quận Nhất. Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 2 năm 2010, ông giữ các chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Ông Lãnh, quận Nhất. Từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 10 năm 2013, ông là Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, quận Nhất. Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 4 năm 2015, ông là Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận ủy, quận Nhất. Từ tháng 4 năm 2015, ông là Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất. Trong đợt bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Nhất nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào tháng 5 năm 2016 thì được sự chấp thuận của tổ chức và sự tín nhiệm của đồng bào cử tri thì ông Hải đã tham gia ứng cử và trúng cử. Ngày 4 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định điều động bổ nhiệm ông về công tác tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ông Hải đã được phân công giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Cùng chiều ngày 4 tháng 6 năm 2019, ông đã từ chức. Trong khi chờ quy trình giải quyết chế độ thôi việc sớm 10 năm, thì ông đã xin nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương bắt đầu từ ngày 5 tháng 6. Sau khi nghỉ thì ông quay trở về với công việc kinh doanh mà bố mẹ ruột đã để lại. Vào ngày 5 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định chính thức cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ được phân công. Sau quyết định này thì ông Hải đã trở thành nhân viên bình thường. Phía công ty đã mời ông Hải lên làm việc và sắp xếp công việc vị trí mới. Ngày 6 tháng 12 năm 2019, ông chính thức nghỉ việc tại tổng công ty này. Và từ đầu tháng 12, ông Hải đã được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng của cá nhân. Về cuộc sống sau khi tử quan, ông Đoàn Ngọc Hải đã quay trở về với công việc kinh doanh mà bố mẹ ruột của ông để lại. Ông Hải nói còn nợ người dân trên địa bàn quận Nhất một số lời hứa công vụ. Vì không có cơ hội thực hiện lời hứa đó nữa nên ông đã cố gắng thực hiện bằng một phương cách khác. Đó là cố gắng mua 1 đến 2 căn nhà nhỏ có thể là thành phố Hồ Chí Minh hoặc một địa phương nào đó để làm nơi tá túc qua đêm cho người vô gia cư có nhu cầu. Ông muốn bán chiếc điện thoại Vtu và đồng hồ Pastor Philippe của mình do người thân trong gia đình tặng, mong có người mua với giá 2 tỷ đồng để ông góp tiền vào việc mua nhà. Nhà này thì ông sẽ không đứng tên mà có thể giao lại cho một ngôi chùa đứng tên để sau này không rắc rối chuyện kế thừa tài sản. Ngoài ra thì ông còn là vận động viên marathon.
Khi 15 tuổi, ông đã vô địch cuộc thi dành cho thiếu niên quận Nhật cự ly chạy 3.000m. Bây giờ thì có sức chạy marathon thì ông phải dành nhiều thời gian và luyện tập kiên trì. Về chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Trong giữa tháng 1 và tháng 2, tháng 3 năm 2017, ông đã thực hiện chiến dịch dọn vỉa hè trả lại lối đi cho người đi bộ tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ông thông cảm với bà con buôn bán hàng rong trên địa bàn quận Nhất do cha mẹ của ông cũng từng làm nghề này. Nhưng khẳng định nếu không làm được thì tôi sẽ cởi áo về vườn, không làm nữa. Báo Trực Tuyến Dinh đã cho là hình ảnh tiên phong cương quyết dẹp vỉa hè của ông Hải đã lan tỏa phong trào giành lại vỉa hè sang các quận khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước. Ông Trần Thanh Thắng, Phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam của báo Đời Sống và Pháp Luật do gửi công văn 09 DSPL yêu cầu làm việc với ông Hải sai quy định đã bị thu thẻ nhà báo và chịu kỷ luật cách chức. Theo chân quận Nhất thì đã có thêm các quận khác ở thành phố Hồ Chí Minh như quận 3, quận 4, quận 5, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận đã thực hiện chiến dịch giành lại vỉa hè và dẹp lại trật tự đô thị. Ngừng chiến dịch. Ngày 19 tháng 5 năm 2017, trả lời phỏng vấn với báo chí, ông Hải cho biết đã ngưng xuống đường vì bị hai văn bản trói chân. Quận ủy quận Nhất đã ra văn bản và thêm một văn bản của Ủy ban Nhân dân quận Nhất yêu cầu tôi phải ngưng xuống đường, dẹp dọn trật tự lòng đường và tôi phải tuân thủ. Về tái chiếm vỉa hè, theo báo Tiền Phong trực tuyến cuối tháng 3 đến nay, khi đoàn liên ngành quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng kiểm tra, xử lý trật tự thì lòng đường, vỉa hè ở nhiều tuyến phố trung tâm quận lại bị tái chiếm trở lại. Trong khi đó thì người dân vẫn tiếp tục loay hoay tìm nơi buôn bán, mưu sinh bởi đề án phố hàng rong, chợ phiên cuối tuần thì vẫn chưa chính thức hoạt động. Ngày 9 tháng 5, thì ông Đoàn Ngọc Hải đã trao đổi về tình trạng tái chiếm vỉa hè và cho biết thực hiện chỉ thị 11 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trách nhiệm lập lại trật tự lòng đường đã được giao về cho Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an các phường. Nhưng nếu anh em làm không nổi, tôi sẽ xin cấp thêm trực tiếp để đi chỉ đạo làm vỉa hè tiếp tục. Truyền hình Việt Nam ngày 18 tháng 5 đã xác nhận văn bản cho thuê vỉa hè ở quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh cấp cho một quán cà phê có đóng dấu và chữ ký của ông Đoàn Ngọc Hải là có thật. Động thái này diễn ra 2 tháng sau khi chiến dịch giải cứu vỉa hè gây tranh cãi. Bà Hương Nguyễn, phóng viên tự do ở quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh nói: "Bây giờ thì ai cũng thấy việc ban đầu ông Hải tuyên bố chiến dịch đòi vỉa hè là đòi quyền lợi cho người đi bộ hóa ra là thật kịch cỡm." Luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty Luật Thế Giới Luật Pháp nói: "Giấy cho thuê vỉa hè do Ủy ban Nhân dân quận Nhất ký nếu có thật thì là hoàn toàn trái luật, và hiện tại thì chưa có quy định nào cho phép chính quyền sử dụng vỉa hè để cho thuê hay cho phép thu phí để sử dụng dài hạn cả. Do đó, về mặt pháp lý là không ổn, và nếu xét ở góc độ công bằng cũng không ổn vì vỉa hè là tài sản chung. Mục đích vỉa hè là phục vụ cho người đi bộ, người tàn tật. Vỉa hè không phải là của riêng những hộ dân tiếp giáp với vỉa hè hay là phường hay quận nơi có vỉa hè." Về một số tuyên bố của ông Đoàn Ngọc Hải: "Mình sống ở quận Nhất là phải biết luật, chấp hành luật, còn không thì về rừng u minh sống. Chúng tôi sẽ kiên quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, không làm kiểu đánh trống bỏ rủi như những năm trước. Mục tiêu là xây dựng quận Nhất sạch đẹp như Singapore, không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn. Bỏ hồi họp vô nghĩa đi, dân trông mình làm việc chứ không chờ mình họp. Tôi cần những việc làm cụ thể chứ không phải những cuộc họp hay kế hoạch. Các anh đi làm hay đi chơi, nếu đi làm thì vào dẹp các công trình này cho tôi." Về khen thưởng: Huân chương lao động hạng 3 vào năm 2014. Mới đây thì bất ngờ thấy ông Đoàn Ngọc Hải đã xuất hiện cùng với xe cứu thương có dòng chữ chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí. Theo báo Thanh Niên Online, tại bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh, đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người đã bất ngờ thấy ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất, đã xuất hiện cùng một xe cứu thương có dòng chữ xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí. Ông Hải chia sẻ với báo Thanh Niên, đích thân ông cầm lái
xe cứu thương để đưa bệnh nhân nghèo về quê miễn phí, kể cả từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, miền Trung, miền Tây và Tây Bắc. Chiếc xe chở bệnh nhân đã được ông đăng ký trở thành xe cứu thương chuyên dùng. Đây là xe mới và nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc, trị giá khoảng 700 triệu đồng và do ông tự dùng tiền để mua. Trên đường về quê, tôi sẽ lo cơm và phòng nghỉ cho bà con nghèo. Khi nào bà con thấy xe cứu thương của tôi biển số 51B50744 thì bà con cứ ra gặp và tôi sẽ phục vụ ngay lập tức. Ông Đoàn Ngọc Hải nói trên báo Thanh Niên, đồng thời cho hay mình chỉ phục vụ bệnh nhân nghèo miễn phí để phần nào giúp cho gia đình của họ bớt khó khăn. Theo ông Hải thì xe được trang bị đầy đủ tiêu chuẩn để có thể chở bệnh nhân qua đời cùng thân nhân họ về quê miễn phí. Trước đó, những ngày đầu tháng 8 thì báo giới thông tin ông Hải đã làm lễ khởi công công trình xây dựng căn nhà 4 tầng cho người vô gia cư tại một khu dân cư ở quận 12. Tổng số tiền xây dựng căn nhà và mua đất khoảng 6 tỷ đồng, trong đó tiền xây dựng khoảng 1,5 tỷ. Ông Đoàn Ngọc Hải có vay thêm ngân hàng. Ông khẳng định sẽ đi làm di chúc căn nhà cho người vô gia cư, tuyệt đối không mua bán. Không chỉ xây dựng căn nhà này cho người nghèo, ông Hải còn dùng hơn 106 triệu đồng tiền trợ cấp thôi việc để xây dựng hai căn nhà tình nghĩa, một căn ở Hưng Yên và một căn ở Hội An. Chia sẻ trên tạp chí điện tử Ngày Nay Online thì ông Hải đã kể những ngày đầu khi thôi chức. Ông thấy rất hụt hẫng, trống rỗng và nhiều tháng liền ông phải tập làm quen với một nếp sinh hoạt khác cùng gia đình coi sóc việc kinh doanh. Tới khi tham gia chạy marathon thì ông đã cảm thấy thoải mái và cuộc sống như đã sang trang mới. Ông nói hiện chỉ tập trung cho công việc kinh doanh và luyện tập để tham gia 17 giải marathon sắp tới. Từ khi nghỉ việc thì tôi chuộng cuộc sống giản dị. Ngày xưa tôi đi giày hiệu, dùng hàng hiệu nhưng bây giờ tôi chỉ thích mang dép tổ ong, đeo đồng hồ thể thao. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Tạp chí điện tử Ngày Nay Online đã dẫn lời ông Đoàn Ngọc Hải. Cũng theo ông Hải thì bản thân của ông bây giờ không thích mặc đồ cầu kỳ hay ăn uống cầu kỳ. Có khi ông còn mang dép tổ ong lên máy bay vì cảm thấy thoải mái. Nhiều người nói chạy bộ nhiều phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Nhưng hiện tại những điều nhỏ nhặt đó không làm tôi bận tâm nữa. Đôi khi lỡ đường, đói bụng, một dĩa cơm bụi thôi thì tôi cũng cảm thấy rất ngon. Ông Đoàn Ngọc Hải nói với báo chí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.